một video một chiếc xe nữa trong ngày hôm nay. Em mời các bác xem và cảm nhận một con xe với cái đời là 2015, siêu lành bền, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị nhiều option, nhiều tính năng. Các bác xem, có đề nổ thông minh, start stop này, chìa khóa của xe đây, chìa khóa smart key các bác nhá. Rồi ở đây, đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, vô lăng tích hợp một số phím điều khiển và có túi khí an toàn nằm ở giữa vô lăng. Và đây tiện em cũng quay cho các bác xem luôn là những cái phần da của vô lăng đây không bị mòn, các bác nhìn này, rất là mới luôn này, các bác nhìn này, rất là mới luôn nhá. Xe chạy khá là ít, logo xe vẫn còn đẹp, bộ ghế của xe cũng vẫn còn đẹp, gương kính điều chỉnh điện có cục gương tự động nữa các bác nhá, có cục gương tự động nữa luôn. Và đây cần số của xe này, da này cũng vẫn là da xịn đây. Và cần số của xe này các bác nhìn này, đấy, cần số của xe cũng rất là ok luôn, không bị mòn luôn này các bác nhìn này, đẹp như kiểu những chiếc xe vừa mới chạy xong đúng không ạ. Xe trang bị là có 5 số nhá, số đùi nữa là 6 số. Gương kính điều chỉnh điện bên ngoài có sinh nhan nằm ở trên gương đây, sinh nhan nằm trên gương đây ạ. Rồi có nút bấm một chạm nằm ở tay khóa đây. Rồi có la đăng đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS các bác nhá. Lốp của xe thì đây các bác nhìn xem còn rất là dày đúng không ạ. Và chiếc xe này cũng đã được thêm một cái lẹp sườn đây rồi. Nhiều con là không có đâu, con này là đã có thêm một cái lẹp sườn rồi nhá. Và có thêm cái ốp lốp của gương đây rồi, các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ. Đăng kiểm rất dài, tận đến năm 2023 luôn. Đấy, chiếc xe này em thấy là cũng được rất là nhiều ưu điểm đây. Kính của xe bọc dán loại xịn rồi các bác nhá, có bè mưa rất đầy đủ, sơn xi sạch đẹp, nội ngoại thất tươi tắn. Con xe được mang tên là Hyundai i10 và được sản xuất năm 2015, số sàn máy 1.0. Và đây là một chiếc xe mà được nhập khẩu nguyên chiếc về các bác nhá, được nhập khẩu nguyên chiếc luôn đấy, form hatchback. Và giới thiệu với các bác là bên em còn một con nữa form sedan các bác nhá, form sedan hai đầu bản đủ đời 2017. Đấy, form mới rồi các bác nhá, bác nào quan tâm đến i10 bên em đã có một đôi luôn. Và đây phía đằng sau thì các bác thấy là có trang bị những cái mắt cảm biến lùi này, rồi có camera lùi được gắn ở chỗ biển số kia. Và tiện các bác nhìn luôn là chiếc xe mang biển Hà Nội tên tư nhân nhá. Chiếc xe này của bên em là không taxi và không dịch vụ, một chiếc xe gia đình chuẩn. Đấy, sử dụng khá là ít cho nên là về chất lượng của xe còn rất là đảm bảo luôn, một chiếc xe vẫn còn khá là chất lượng. Các bác cùng cảm nhận trên cái clip video này của em. Còn đây là cái phần đèn này, đèn trước đèn sau rất sáng đẹp nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe đây ạ, các bác nhìn xe này. Đấy, chỉ có tầm khoảng 5 lít trên 100 km thôi, trên dưới 5 lít đúng không ạ. Và phía sau thì các bác thấy là có gạt mưa, rồi có đuôi gió, rồi có cần anten. Cốp của xe thì được ấn mở bằng bằng điện các bác nhá. Đây, em quay lốt cho các bác xem vị trí này, xong rồi em sẽ sập cái cốp xuống và mở cái cốp ra cho các bác xem cái phần phía đuôi, cái cốp của chiếc xe này. Quên em phải ấn cái chìa khóa trên kia đã rồi mở được. Được rồi nhá, thì bây giờ em review cho các bác xem kỹ về chiếc xe này. Tí quay cốp sau đi, quay phần cánh trước các bác nhá. Lần lượt từng vị trí từng phần một sẽ được em giới thiệu kỹ trong clip ngày hôm nay. Em mời các bác xem hết. Các bác đang ngồi xem nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em. Và bác nào mà chưa nhấn đăng ký kênh, chưa nhấn theo dõi trang thì ấn đăng ký và theo dõi trang Facebook, YouTube của bên em luôn nhá, để cùng đồng hành và theo dõi trong những thời gian tiếp theo. Rất là nhiều xe đang lên cho các bác tham khảo. Bác nào quan tâm alo trực tiếp để bàn bạc về giá cả các thứ. Đấy, tình trạng xe và giá cả của xe sẽ được em chốt cho các bác qua điện thoại các bác nhá. Bây giờ như này này, đây em quay kỹ này. Đây, về mép cánh cửa đấy, các bác nhìn xem keo chỉ vẫn còn này. Đấy, những cái bu lông ốc vít, vị trí này rất là sáng đẹp này, không bị han nhá, nhiều con bị han rồi đấy ạ, lòng trong không được sáng bóng đâu, con này của em vẫn còn rất là sáng bóng luôn. Rồi đây cái phần tắp ly cánh cửa này, đồ nhựa, đồ da, rồi những cái vị trí nút bấm này các bác nhìn này, đấy còn ok nhá. Chỗ này là nút bấm cục gương đấy, ở đây chốt quá. Đồ nhựa đẹp chưa này các bác nhìn này, đồ nhựa đẹp chưa đấy, đồ nhựa là như vậy cơ mà đúng không ạ. Thông tin và móc khóa của xe đây, những cái bản lề, những cái mu lông ốp vít của xe đây, các bác nhìn xem rất ok luôn.
Đấy, bộ ghế da của xe này còn đẹp cả bộ luôn nhá. Chỗ này là vị trí báo cảm biến đùi. Đây, lịch bảo dưỡng đây. Đây, phần táp lô đây em quay kỹ cho toàn thể các bác ngắm này. Đây, rất là tươi mới đúng không ạ? Đây, ấn vào đó, ấn một phát đây, ấn thêm phát nữa là cái đồng hồ này sẽ hiển thị và các bác thấy là km của xe đây rồi đúng không ạ? Đầu đài của xe là đầu đài zin nguyên bản nhá, nghe rất là hay. Những cái phanh tay củ số vô lăng của xe đây các bác nhìn xem nó không bị là kém đúng không ạ? Sàn bọc da, chân côn chân phanh kia, tôn vỏ nguyên vẹn, không đâm va gì các bác nhá, xe không đâm đụng, xe không đâm đụng và xe không bị ngập nước, cho nên là xe vẫn còn cực kỳ ok, hoàn toàn không lỗi, các bác yên tâm dùng nhá. Bao và đảm bảo cam kết cho các bác luôn về những cái vấn đề lỗi của cái chiếc xe này, rất tân tật những chiếc xe khác nữa. Như chiếc xe này thì em đang bán cho một anh khách ở bên Bắc Giang đi con VinFast kia sang kìa. Đấy, và cũng đang bán một con VinFast Paladin bên trong nhà thì đổi lấy con xe Spark, đấy, đổi lấy con xe Spark màu trắng kia, Spark số tự động van biển 34D 2011, đăng ký 2017 với giá là ở đây chỉ có hơn 100 triệu thôi nhá. Bác nào quan tâm đến Spark van thì bác cứ alo bên em để đây em giới thiệu luôn. Con Spark van đấy đổi con xe VinFast Paladin bên em nhá. Rồi, tiếp tục này em quay kỹ cho các bác xem những cái vị trí ở đây. Đấy. Thêm một cái cánh nữa mà em đang bắt đầu di chuyển quay cho các bác xem đây. Đối với những cái phần đồ nhựa, đồ da của xe thì các bác nhìn xem nó cực kỳ ok đúng không ạ? Răng cửa này không bị bẹp và không bị rách này. Các bác xem thêm vị trí nào của chiếc xe này hay là chiếc xe khác, gọi điện nhắn tin cho bên em qua Zalo để bên em gửi hình ảnh video chi tiết cho các bác xem nhé. Đây các bác xem ghế của xe này, ghế được thiết kế là ghế kiểu ghế múi đúng không ạ? Tăng độ thẩm mỹ lên rất là nhiều. Và trần của xe thì nó vẫn là trần lỉ nhá, vẫn là trần lỉ zin của nó đấy ạ, chứ không phải trần lỉ làm lại đâu các bác nhá. Bây giờ thì em di chuyển xuống dưới phía sau và mở cho các bác xem cái cốp này. Đây, mở cốp đây. Anh Minh ấn ở trên kia xem cho em mở cốp này. Cốp xe này ở trên kia có cái nút bấm. Đây. Xe nào đâu? Ở trên kia. Vâng. Rồi ok, các bác xem cái phần lắp này nhá, cái phần trên nóc này. Đấy. Cái này thôi được rồi, bấm sau đi đúng không ạ? Cái cốp đằng sau thì rất là to nhá, to hơn dòng xe Moline nhá. Cái cốp đựng đồ, cái khoang đựng đồ phía sau đấy ạ, nó rộng hơn những cái chiếc xe i10 như là Moline. em nói nhầm là i10 của nó là rộng hơn Moline các bác nhá. Thôi rồi anh ơi, rồi các bác nào muốn xem cốp phía sau bảo em gửi cho nhá, em gửi qua Zalo cho xem cốp phía sau. Mấy cái nó dùng chìa khác, còn chìa này không phải, nó hai chìa mà. Nó có hai chìa nhá, chiếc xe này nó có hai chìa thì cái cốp này được mở bằng cái chìa kia, cái chìa này hết pin rồi. Ấn này là không ấy này, ấn này là không thấy đèn nháy đúng không ạ? Nó còn pin, ấn đây nó sẽ đèn nó sẽ nháy các bác nhá. Cái điều khiển hết pin rồi. Chiếc xe là có hai chìa khóa zin nguyên bản theo xe luôn, một chìa hết pin rồi mà một chìa khác là vẫn còn nhá. Đấy. Để giới thiệu cho bác mình kỹ một chút như vậy, mà chìa thì em đang để ở trong kia, cái chìa còn pin thì để trong kia mất rồi. Đấy, các bác xem cho em vị trí ở khu vực này đi đấy. Đấy. Lồng cổ vít của xe này, các bác nhìn này, cái phần lồng trong cánh cửa của xe này, cái phần tắp ly tắp nô này, đấy, các bác đã nhìn thấy kỹ về chất lượng của chiếc xe như nào chưa ạ? Nếu mà đã xem xong, xem thấy chiếc xe này ok rồi thì các bác gọi điện sớm cho bên em luôn nhá. Để bên em tính toán để cho toàn thể các bác giá tốt nhất thì thôi. Những chiếc xe mới thì nó còn có giá, còn những con xe mà nó cũ như này đấy ạ, đôi khi các bác cứ mua mình giá nó tới một chút để mua một chiếc xe đẹp, mua một chiếc xe chất lượng các bác nhá. Đây các bác tiếp tục ngắm đây ạ. Đây bốn cánh đẹp như nhau hết này.
đắp ly đắp lô của nó này. Đấy, rất là căng mọng đúng không ạ? Cái đồ nhựa không có dấu hiệu là xước bị kém như dòng i10 này. Thường thường những cái phần tắp ly cánh cửa này hay bị xước lắm các bạn, hay bị xước lắm. Nhưng con này của em này tắp ly đắp lô nó còn rất là ok luôn nhá. Đây em điều chỉnh ánh sáng tốt cho các bác ngắm về phần cánh cửa của xe. Sàn bọc da rồi. Đây em quay gần chút cái phần tắp lô cho các bác ngắm nữa đây. Đấy. Và ngay bây giờ là cái phần gầm và phần máy rồi là phần vỏ bên ngoài, sơn xi vỏ vẻ bên ngoài nhá. Đây các bác ngắm này. Đấy, thân vỏ căng đẹp đều, không có lỗi gì về thân vỏ các bác nhá. Các bác yên tâm như vậy, không có lỗi gì về thân vỏ đâu. Còn đây là phần dưới gầm của chiếc xe. Đến quay máy nữa. Máy thì đại chất rồi. Máy thì bên em đã kiểm tra, đã test toàn bộ về những cái vấn đề của máy rồi các bác nhá. Máy cực chất luôn. Và củ máy của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Củ máy, củ số của xe là vẫn còn zin luôn. Đây là cái phần form vỏ sơn xi bên ngoài của cái chiếc xe. Đây các bác xem này. Đây, form vỏ sơn xi bên ngoài của xe đây. Đấy, nước sơn của xe rất là sáng bóng, rất là căng mọng, rất căng mọng, sáng bóng luôn. Đây, quay kỹ cho bác xem này. Phần chỗ này là đã được ốp đốc giống như là bên kia rồi. Đây cũng vậy nhá. Đấy, gương kính của xe là đã được bọc dán rồi các nhá. Đây, bọc dán rồi đây, các bác nhìn này. Đấy. Vâng, đang có anh công an giao thông đến chơi. Vâng. Đây, em quay gầm cho các bác xem nốt nha các bác ơi. Đây, la răng của xe thì các bác nhìn này, ok này, đẹp này. Gầm sàn đây, khung gầm của xe là không bị mục mọt nhé. Đây là chiếc xe nhập cho nên là con vỏ nó sẽ cứng và nó chắc bền hơn đối với một số những cái mẫu xe khác. Đối với đây là một số những mẫu xe mà lắp ráp trong nước các bác nhé. Rồi bây giờ em mời các bác xem động cơ khoang máy của chiếc xe i10 đây. Đấy, khoang máy đây, máy 1.0. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy sáng sạch sẽ, bên em đã vệ sinh rồi. Bên em đã vệ sinh khoang máy rồi các nhá. Củ máy vẫn zin. Máy thì không hoàn toàn không có lỗi gì. Máy đại chất luôn. Yên tâm về máy cả nhà nhá. Vâng, video về chiếc xe i10 này em đã quay và giới thiệu xong cho bác ngắm. Các bác đang quan tâm đến mẫu xe i10 này, liên hệ trực tiếp cho bên em theo 3 số điện thoại hotline 093 8586307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Đây là ba số điện thoại chính và bên em đang dùng Zalo theo ba số này. Các bác hãy alo trực tiếp để được biết thêm thông tin chi tiết và để được chốt mức giá tiền đẹp nhất các bác nhá. Bên em có ship xe, chuyển xe, có hỗ trợ sang tên, đổi biển, công chứng ủy quyền cho các bác. Bác nào quan tâm thì alo sớm các nhá để được nhận ưu đãi. Dạ vâng, cảm ơn ạ.